Alo, thì lời đầu tiên lại cho em xin được gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay là chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023. Bọn em lại đi kiếm phôi đỗ quyên suối Hòa Đỏ mọi người nhá. Đây thì hiện tại lên đây thì đã gặp một đứa phôi đây mọi người này. Hiện tại bây giờ nó hơi nắng thì em quay sơ cái phôi này thôi mọi người ơi. Gốc này thì khá là ok. Gốc này thì khá là to đấy mọi người ạ. Đây này, mọi người nhìn cái gốc này mọi người này. Đó. Người nhìn thấy cái củ gốc nó chưa? Thì cũng như là bao cây khác thôi. Thì trước khi làm thì em quay lại để cho mọi người chia sẻ cùng toàn thể mọi người cái hình ảnh cây trước khi bọn em làm nhá. Cây đây là cây chính thức làm ngoài thiên nhiên, nhưng không phải cây nhà vườn hay là cây của tàu khựa mang về nghệ thuật đâu nhá mọi người nhá. Tàn tán ở đây, tàn tán thì hiện tại trên rừng nó hơi xấu mọi người ạ. Mùa này thì sâu xia nó nhiều lắm. Đó, tàn tán đây cho mọi người nhá. Thì mọi người chờ đợi em để em chinh phục cái gốc này. Khi nào chinh phục xong thì em chia sẻ tiếp hình ảnh cho mọi người nhá. Mọi người chờ đợi. Đây, bây giờ thì nói chung là sau cái quá trình tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ mọi người ạ. Thì hiện tại mình đã đưa lên khỏi mặt đất nhá mọi người nhá. Gốc này thì nói chung khá là phê pha luôn mọi người ạ. Gốc này thì khá là to, khá là già luôn. Tàn tán thì hiện tại bây giờ nói chung là nó cũng bố cục thì nó cũng ok rồi đó. Nhưng mà mình vẫn cứ nói là tàn tán này thì hiện tại bây giờ cây ở trên rừng này ra thì nó không không có được như mong muốn đâu. Cây trong rừng mà cây phôi mà. Mình về mình muốn đẹp thì mình phải thổi hồn cho nó mọi người ơi. Đó, nhưng mà cái gốc này thì khá là phê pha, khá là già này mọi người này. Nó có đây nhá mọi người nhá. Đây này. Thân nó đây này mọi người, thân chính của nó đây này. Đây lên một chi nữa nhá. Đây. Đây là cái chai ấy để mình để cho mọi người uống cây này. Gốc đây này mọi người này. Đó, gốc này khá là già luôn. Gốc này vip slip luôn ạ. Đó, tàn tán đây. Tàn tán đây nhá mọi người nhá. Tàn tán này nói chung là nó phân bố nó đã đều đều rồi mọi người ạ. Cái này thì theo mình thấy là nó khá là đẹp đấy. Bỏ đất thì ok cho mọi người nhá. Nói chung là nói về cây thì mọi người yên tâm đi. Cây đây là mình làm về không phải là để mình giao lưu không đâu mọi người ạ. Mà mình làm về mình giao lưu được thì giao lưu, không giao lưu được thì mình để lại mình chơi. Cây nó không không có phải như đồ ăn thức uống mà bảo không không giao lưu được thì để nó ôi thiu mọi người ạ. Nó không thiu không thối đâu, để càng ngày nó càng có giá thôi. Đó, thì qua những video clip thực tế đây, ai mà cảm thấy yêu thích và mến mộ mình thì cho trước tiên là cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nhé mọi người nhé, để mình có nhiều cái động lực làm nhiều cái video nó hấp dẫn hơn nữa. Cây đây thì nó thiên về cái củ mọi người ạ. Cái củ nó khá là to này mọi người này. Cái củ nó đây này. To, già, u nu, cục cục. Đó. Củ đây nhá mọi người nhá. Củ đây chưa đâu mọi người ạ. Củ đây á, bắt đầu về mọi người, bắt đầu trong cái quá trình chơi, bắt đầu khi mà nó ổn định, nó bắt đầu là xối nước dần dần ra. Xối nước dần dần ra thì nó sẽ lộ ra cái củ nó chơi, nó mới đẹp mọi người ạ. Chơi cây mà bảo mua về cái nó đẹp ngay thì không có đâu mọi người ơi. Chơi cây thì mình mua cây phôi về thì mình phải chơi 1-2 năm đó thì nó mới đẹp được theo như ý của mình được, nên bảo mua về cái mà nó đẹp ngay thì nó không có, nó lại không có rẻ mọi người ạ. Đó, đây là toàn bộ tàn tán của em mất thì trên rừng nha mọi người nhé. Ở đó là ok rồi. Thì qua đây cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong cái thời gian vừa qua đã ủng hộ mình cũng như là theo dõi những cái video clip của mình. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người những cái video clip lần sau nhé.